Ôi, Hoàng Gia xin mến chào các bác ạ. Rất vui được gặp lại các bác trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay thì em vừa mới nhận được một chiếc âm ly của một hãng của một bác ở Mục Nam Bắc Giang. Đấy, âm ly Scott 344B. Con này rất là giống cái con mà hôm trước em lên sóng đấy. Con này thì của bác ghi đây là một vế loa bên phải có tiếng sôi này. Đấy, vệ sinh chiết áp này. Rồi keo dán lại mặt kính này. Đấy, bác ghi rất rõ đây. Sáng nay bác có nhà chủ nhật hôm nay bác có gửi xe gửi lên đây thì với những cái hiện trạng bác có ghi lên tờ giấy như thế này ấy thì bên em cũng sẽ dựa vào những cái gạch đầu dòng đây, em sẽ kiểm tra từng cái gạch đầu dòng một. Đấy, thì với những bác nào mà chúng ta muốn sửa bất cứ một cái món đồ gì như âm ly đầu cối chẳng hạn đấy thì các bác lưu ý rằng là cứ làm một miếng giấy dán lên đây hoặc là bỏ vào cái thùng hàng ấy. Ý 1 là kiểm tra cái gì, ý 2 kiểm tra cái gì, ý 3 kiểm tra cái gì. Ví dụ như thế, các bác gạch hết đầu dòng ở đây thì bên em sẽ dựa vào cái gạch đầu dòng đó bên em sẽ kiểm tra cho các bác. Và bởi vì tại sao như thế? Bởi vì là bên em nhận một ngày có thể nhận rất nhiều đơn thì mình có thể các bác nói qua điện thoại bên em sẽ không nhớ hết được. Nhưng mà em sẽ dựa vào cái tờ giấy trên này là bên em sẽ biết là đây là hàng của bác này đấy, và có số điện thoại này cộng cái địa chỉ nữa các bác nhé. Để vì sao ạ? Để vì có số điện thoại là em sẽ tiện liên lạc với các bác để gửi hàng, và cũng như là nếu có phát sinh thêm cái chi phí gì sửa chữa ấy hoặc cần phải thông báo với các bác ấy, thì bên em sẽ có số điện thoại chủ động để liên hệ với các bác. Đấy, đây là một cái chiếc đồ cối này cũng của bác khách cũng mới mang đến này. Đấy, mà máy đang không chạy thì kiểm tra qua thì cái trục này nó đang không chạy các bác nhé. Thế thì bên em sẽ kiểm tra cho các bác. Thì sau cái đợt này mưa lũ này thì rất nhiều các bác gửi hàng về đây, gửi đồ về đây để kiểm tra và sửa chữa. Thì hôm nay thì em cũng vừa nhận được một tiếp một cái đơn âm ly này. Và bây giờ nhá, sau khi kiểm tra xong cái âm ly này trước thì kiểm tra xong thì em thấy rằng là cái hiện tượng này của bác ấy đi ra đây một vế loa bên phải có sôi thì em kiểm tra thì nó không có sôi. Thì em có điện thoại cho bác rồi, em trao đổi luôn, em nói là cái vấn đề này thì khả năng là dây rắc nhà các bác có vấn đề hoặc là đầu phát của bác có vấn đề. Chứ còn bên này em test là không có sôi. Đấy. Em đang đánh vào đôi AR2 này. Đấy. Bỏ đây ai khiến xui hay. Thà đừng biết nhau thì thôi. Thế thì tại kiểm tra như nào để chúng ta biết là nó âm ly nó có sôi loa không thì cái cách đầu tiên các bác lưu ý nhá. Cách đầu tiên ấy, em vẫn hướng dẫn các bác như thế này. Các bác rút hết dây tín hiệu ra. Đấy chưa? Các bác rút hết dây tín hiệu hoa sen đầu vào. Tóm lại các bác rút hết dây ra. Các bác mở volume lên. Các bác mở volume lên, mở này, mở hết 12 đến 12 giờ này, mở hết kịch kim này nó không sôi. Thì có nghĩa là nó bình thường. Đấy chưa? Nếu nó sôi thì kiểu gì một trong hai vế loa nó sẽ sôi đúng không ạ? Thì chúng ta quan trọng là lúc nó sôi rồi thì chúng ta biết là loa vế nào đúng không ạ? Nhưng vặn như này mà hai loa không sôi, im hết thì có nghĩa là bình thường. Còn trong trường hợp khi các bác chỉ cần cắm một cái dây vào thôi, nếu là dây tín hiệu kém nhá, em đơn giản em nói là nếu mà dây tín hiệu kém nhá, các bác cắm một cái dây không vào thôi, cắm một cái dây không vào như này thôi, đầu kia chưa cắm cái gì cả là nó đã sôi rồi, thì đấy là do cái dây này nó kém này. Các bác lưu ý nhá. Đấy, chưa cần cắm tín hiệu đầu phát, tóm lại chưa cần cắm đầu kia này, cắm CD hay là đầu cối, chỉ cần cắm mỗi cái dây không cắm vào đây nửng nơ thôi, đầu kia để tự do là nó đã sôi rồi, thì có nghĩa là gì? Do dây nó kém các bác nhé, do dây AV nó kém nó gây ra cái tín hiệu sôi đó. Đó, đấy là cái cách mà em hướng dẫn các bác cách chúng ta test. Đầu tiên chúng ta phải test cái điều đó đã để tránh trường hợp chúng ta gửi đi gửi về. À, khi mà rút dây ra rồi mà nó vẫn sôi ấy thì có nghĩa là nó do âm ly nó có vấn đề thật đấy các bác nhá. Nếu mà rút dây AV ra mà âm ly nó vẫn sôi ra loa thì đó là âm ly nó có vấn đề. Còn bây giờ nếu mà mình rút dây ra rồi mà vặn âm công suất lên dày rồi mà nó cũng không có tiếng sôi thì có nghĩa là bình thường đúng nhá các bác nhá, bình thường thì tóm lại chứng tỏ là âm ly nó không vấn đề gì cả. Vấn đề ở đây là các bác kiểm tra cái dây này, kiểm tra thay dây AV khác đi các bác nhá, thay dây AV, rắc dây. Nhiều khi các bác cứ tự tin rằng là dây tôi mua đắt tiền, dây tôi mua thế nọ thế kia, nhưng cái đó ấy, các bác nhá, nó đã có hiện tượng đó thì các bác nên kiểm tra dây đầu tiên. Dây đắt tiền đến mấy hay dây xịn đến mấy thì cũng có đến lúc thời gian nó hỏng, và nhiều khi nó chập âm dương chập với nhau hoặc là chạm mát với nhau là chuyện bình thường. Rồi mình khi mình rút ra rút vào nhiều nó không thể tránh khỏi cái việc đấy cả, nên là đừng có tự tin cái vấn đề là dây tôi đắt tiền hay dây tôi xịn, là không phải là không xịn hay đắt tiền không quan trọng. Và vấn đề ở đây chúng ta phải kiểm tra đầu tiên đấy, chứ không phải là cứ đắt tiền hay là xịn hay nó nọ kia là nó đảm bảo được. Cái đấy thì không bao giờ khẳng định hết được các bác nhá, các lưu ý ạ. Nhiều các bác cứ tự tin quá là không ổn đâu, bởi vì chúng ta phải test từng trường hợp và loại trừ. Bản thân bọn em test bọn em phải loại trừ từng trường hợp một. Đấy.
test cắm dây, không cắm dây thì nó có sôi không, cắm dây vào nó có sôi không, thì chúng ta phải test từng trường hợp một, chứ không có chuyện là cứ khẳng định là cái này là chắc chắn không bị đâu. Nhiều khi cái mình khẳng định thì nó lại rơi vào cái trường hợp đó, dù là 1% thôi nhưng mà nó vẫn rơi vào 1% đấy các bạn nhá. 1% mà mình bảo là 99% là không phải là dây, nhưng mà thực ra 1% nó lại rơi còn lại vào cái phần còn lại là các bạn ý. Thế thì em cũng chia sẻ với các bác nắm bắt được như thế. Thì trước này thì em cũng sẽ gửi lại cho bác, bởi vì nó không ảnh hưởng, nó không có vấn đề gì cả, mà chỉ còn cùng lắm gì vệ sinh qua chiết áp cho bác thôi, còn lại kiểm tra ok hết, không vấn đề gì. Đấy. Còn các ý 2 như vệ sinh chiết áp, ý 3 là cái gì dán keo mặt kính, thì cái mặt kính thì các bác cái dán rồi, các bác cái dán keo rồi, nhưng mà nó khả năng là keo các cái dán nó không đẹp nên là nó hơi nhem nhem bên trong một chút, thì cái thôi cái này cái về các bác tự làm thôi, bên em không làm cái đó vì còn quá nhiều cái vấn đề còn phải xử lý các bác nhá, nên là bọn em những cái này bọn em sẽ không nhận xử lý cho các bác đâu. Em chỉ đảm bảo cho cái về kỹ thuật về âm ly thôi, còn về cái vấn đề vệ sinh làm đẹp thì các bác vui lòng về chúng ta tự làm nhá. Đấy, cũng phải thông cảm bởi vì là cũng có rất là nhiều việc phải xử lý nữa, mà bây giờ mà cứ dùng làm một việc mà mình đi mình xử lý mấy cái việc nho nhỏ này nữa thì thôi nó không đáng, thì thôi các bác cũng phải thông cảm nhá. Đấy, thì mình còn phải rất nhiều cái vấn đề khác nó nặng nề hơn thì em sẽ xử lý quá, còn cái vấn đề lau chùi làm đẹp cái vệ sinh thì các bác về các bác cũng làm được các bác nhá, cái đấy các bác làm được, các bác nên làm, chúng ta đang để chúng ta mới hiểu được các bạn. Còn đấy chúng ta mà cái gì cũng dựa hết vào thợ thì nó khó lắm, nó cũng rất là khó. Em cũng chia sẻ thế nhá, cảm ơn các bác nhá. Vâng ạ, và Scott 344B các bác nhá, bác nào mà quan tâm những cái dòng này chất âm rất là hay, ghép loa Mỹ, loa cổ của Mỹ bắt 20-25 rất là tốt, ghép loa AR2, AR4 rất hay các bác nhá. Đấy. Còn ra đang còn một con mới hơn con này rất là nhiều và cũng như con đã đóng vỏ gỗ đầy đủ rồi đấy, và ngoài ra có thể là 450T, các bác có thể thích 450T thì có 450T, em dòng này bên em còn rất là nhiều hàng, lúc em luôn tuyển những con đẹp nhất để đưa về đây để cung cấp cho các bác. Cảm ơn các bác nhé, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video tiếp theo của Hoàng Gia Audio. Vâng ạ, và tất cả các mọi các sản phẩm các bác có gửi về đây sửa chữa hay bảo dưỡng hay gì đó thì các bác cũng thể lưu ý là ghi một cái tờ giấy về đây nhá. Em nhắc cái này rất là nhiều rồi ạ, bởi vì một ngày có thể em nhận 5-7 sản phẩm nhưng mà các bác không ghi một cái gì vào đây thì bọn em không biết được là hàng của bác nào rồi đấy, mà hàng không biết bác nào là một, thứ hai là nhầm thì không thể nhầm được hàng của các bác, nhưng vấn đề là không biết nó hỏng cái gì và không có số điện thoại lưu gọi cho các bác thì rất là khó, nên là các bác nào cẩn thận thì cứ ghi vào đây được chưa? Để bên em đỡ mất công thì tra lại đấy. Nên nhiều khi một ngày nhận rất nhiều cuộc gọi của các bác nên bọn em sẽ không lưu lại số đâu ạ, và số điện thoại nó sẽ tự trôi, thành ra là em sẽ không còn số của các bác, cũng không nhớ là các bác nói cái gì và dặn cái gì đâu ạ, các bác cứ ghi vào giấy này là em sẽ không bao giờ em quên được. Nhưng mà nói thì bằng miệng thì nhiều khi là em chỉ nhớ tầm đó thôi, còn 5 phút 10 phút sau là có khi em quên đấy. Đấy, bởi vì là một ngày nhận nhiều cuộc gọi, nhận nhiều thông tin khách hàng nên thành ra là bọn em sẽ không nhớ hết được là ai dặn cái gì nói cái gì. Còn chính xác nhất các bác cứ nhắn tin để lại vào Zalo hoặc là tin nhắn, nếu em có quên em sẽ mở lại, hoặc là viết vào tờ giấy này. Đấy, thì không bao giờ quên được, mình sẽ mở lại là mình xem được ngay, chứ nếu nói bằng lời nhiều khi là hay quên, nên các bác thông cảm nhé, cái này là các bác cũng phải lưu ý. Em cũng đã dặn như thế rồi mà các bác không làm được thì em cũng rất là khó. Anh em bác nhá, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video tiếp theo của bên Hoàng Gia Audio nhá. Bác nào mà cần sửa đầu băng cối, bảo dưỡng đầu băng cối, âm ly loa đài thì cứ liên hệ rồi, bên em luôn luôn sẵn hàng phục vụ các bác. Tầm này nó hơi nhiều hàng một chút nên là nó sẽ hơi chậm trễ các bác nhá. Bình thường ngày trước thì 1-2 ngày là em sẽ xử lý xong cho các bác rồi, nhưng mà tầm này mà nó đang quá tải về công việc này thì các bác cũng phải thông cảm, có khi tầm 4-5 ngày một tuần nhá. Bởi vì khi bọn em làm xong bọn em phải test. Đấy, còn phải test nữa cơ, chứ không phải là làm xong là em trả các bác ngay được, nên thành ra các bác cũng phải hiểu cái vấn đề lý do đấy và thông cảm. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm, đồng hành và ủng hộ Hoàng Gia Audio trong thời gian vừa qua.